Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái nội dung là bài siêu âm gan. Thì chúng ta biết là gan là tạng lớn nhất của cơ thể, và cái kỹ thuật khảo sát của siêu âm gan thì nó phức tạp. Do nó tạng nó lớn thì ra nó có rất là nhiều mặt cắt trong khảo sát, và đánh giá cái gan thì cũng là một trong những đánh giá rất là chi tiết và phức tạp. Thì bệnh lý gan thì thường gặp trên lâm sàng, và chúng ta biết đây là một trong những cái bệnh lý, cái nhóm bệnh lý của gan đó thì nó cũng khá phức tạp, và một số trường hợp đó thì mình phải cần kết hợp thêm các cái phương tiện khác. Tuy nhiên là phần lớn thì cái siêu âm là thường một phương tiện tầm soát ban đầu. Như vậy chúng ta biết là cái vai trò của siêu âm gan thì là một trong những phương tiện tầm soát bệnh lý gan ban đầu. Thế thì do đó là cái bài siêu âm gan là một cái bài rất là cơ bản, và nó là một bài rất là cần thiết để chúng ta thực hiện khi chúng ta bắt đầu vào cái quá trình hành nghề siêu âm của chúng ta. Thì cái bài siêu âm gan là một cái bài cơ bản và cần thiết. Thì do đó thì nội dung bài này sẽ rất là phù hợp và thiết thực với chúng ta. Chúng ta đi vào phần mục tiêu của bài là: thứ nhất là chúng ta đánh giá các vai trò phương tiện chẩn đoán hình ảnh. Tiếp theo là cách đo và kích thước gan bình thường trên siêu âm, và thứ ba là cách khám siêu âm. Tiếp theo là hình ảnh siêu âm gan bình thường và hình ảnh bệnh lý, một số bệnh lý thường gặp và điển hình, và cuối cùng đó là mục tiêu về mặt thực hành. Chúng ta vào phần nội dung thì chúng ta có 5 cái nội dung. Là thứ nhất là cái vai trò của phương tiện cho nó hình ảnh trong cái khảo sát gan. Thứ hai là phần kỹ thuật trong cái khảo sát siêu âm gan. Thứ ba là chúng ta phải nói đến cái giải phẫu và mặt cắt của các mặt cắt siêu âm gan, và thứ tư là phần bệnh lý, và cuối cùng là chúng ta nói đến phần thực hành. Đầu tiên chúng ta đi vào phần vai trò. Thì đối với chúng ta biết là siêu âm là phương tiện đầu tay trong cái khảo sát cái gan. Bởi vì là nó là một cái phương tiện mà nó có tính chất cơ động, rẻ tiền, và hiện tại thì siêu âm được trang bị ở tới tuyến xã, như vậy rất là thuận tiện trong vấn đề khảo sát. Và đặc biệt cái hình ảnh của siêu âm gan thì cho chúng ta biết là hình ảnh siêu âm gan nó rất là đẹp và chẩn đoán được rất là nhiều bệnh lý. Và chúng ta biết là ngày nay với sự phát triển của siêu âm đó thì chúng ta có thể kết hợp siêu âm màu, ví dụ đánh lá mạch máu của gan ha, như vậy thì cũng có thể góp phần trong cái chẩn đoán bệnh lý của gan. Rồi thì như vậy cái siêu âm và ngày nay càng phát triển thì những cái máy có độ phân giải rất là cao ha, và như vậy giúp cho chúng ta chẩn đoán cái bệnh lý gan rất là tốt. Như vậy là siêu âm là phương tiện số 1 trong đánh giá bệnh lý gan. Thì chúng ta còn một cái phương tiện nữa là cái X-quang. Thì thực ra cái X-quang đánh giá cho bệnh lý gan thì nó có giá trị hạn chế, và gần như nó cũng không có đánh giá được gì nhiều, thấy không? Thì như vậy thì ví dụ như nhưng mà X-quang và xét về mặt thường quy đó, thì ngày xưa người ta vẫn còn có thể đánh giá dụng một số cái vô hóa trong gan có thể thấy trên X-quang, hoặc là chúng ta có thể thấy gan to, vân vân. Như vậy một số cái đánh giá đó thì nói chung là một mang cái tính là hỗ trợ, có nghĩa là mang cái tính mà như ngày xưa mình không có siêu âm đó thì mình sử dụng X-quang để một trong những cái đánh giá ban đầu thôi. Tuy nhiên là ngày nay khi có siêu âm rồi thì gần như cái vai trò X-quang gần như là nó được loại bỏ luôn đó. Chúng ta không có còn khảo sát được cái gì của cái gan mà bằng X-quang nữa. Rồi chúng ta nói đến cái vai trò của cái CT và MRI. Thì CT và MRI là cái phương tiện mình xem là cao cấp, là phương tiện hình ảnh học cao cấp để đánh giá cái gan. Tuy nhiên là CT và MRI vẫn có những cái yếu điểm, như là khi đánh giá ung gan thì thường là phải tiêm thuốc. Nhưng mà chúng ta biết là tiêm thuốc thì nó sẽ có mang tính chất dị ứng. Rồi tuy nhiên là cái giá trị của CT MRI thì thường được sử dụng sau siêu âm khi xem phát hiện gì đó, và khi tôi tiêm cần muốn xác định lại chẩn đoán, và muốn đánh giá thêm những cái tính chất mà siêu âm khảo sát có thể hơi khó khăn hơn. Ví dụ như là đánh giá hạch trong khối u, đánh giá các di căn, ví dụ di căn xương, di căn não, thì lúc đó cái siêu âm nó sẽ bị hạn chế. Như vậy tóm lại chúng ta nhìn một cái chung thì cái siêu âm có sẽ là giống như trò là tầm soát, có nghĩa là chúng ta sẽ kiểm tra tầm soát, và tiếp theo là cái CT và hoặc là MRI trong trường hợp khi phát hiện khối u thì mình sử dụng để kiểm tra đánh giá toàn diện hơn trong vấn đề khảo sát khối u. Còn những một số vấn đề còn một số cái bệnh lý khác của gan thì gần như là siêu âm thì là giá trị vừa chẩn đoán vừa theo dõi vừa can thiệp luôn. Như vậy cái siêu âm nó sẽ là cái mang tính chất là đánh giá ban đầu khá toàn diện hơn so với các phương tiện khác. Cái phương tiện khác thì vừa ăn tia, ví dụ như là CT thì vừa ăn tia ha,
vừa có thể tiêm thuốc thì nó thêm cái phần có thể nguy cơ dị ứng và giá tiền nó mắc hơn ha. Rồi, như vậy thì chúng ta nhìn một cái tổng quát như vậy để chúng ta biết là cái đối với siêu âm gan thì xin nhắc lại, siêu âm gan vẫn là phương tiện rất là có giá trị trong cái chẩn đoán bệnh lý của gan ha. Siêu âm vẫn là phương tiện rất có giá trị. Chúng ta vào phần thứ hai, đó là phần kỹ thuật khảo sát của siêu âm gan. Thì trong phần kỹ thuật khảo sát thì mình nói đến ba cái vấn đề là chuẩn bị bệnh nhân, tư thế bệnh nhân và cái đầu dò. Thì trong phần chuẩn bị bệnh nhân đó thì mình nhớ là bệnh nhân phải được nhịn ăn. Nhịn ăn mục đích là để giảm hơi đường tiêu hóa, và thường nhịn, và thường thì mình khảo sát cái siêu âm gan thì mình thường hay đánh giá luôn cả hệ mật, thành ra mình nhịn ăn để cho cái túi mật nó căng lên thì mình cũng sẽ đánh giá cái túi mật nó dễ hơn. Đối với đầu dò của siêu âm gan thì cũng giống như trong khảo sát các cơ quan khác, thì thường chúng ta sử dụng hai cái đầu dò chính là đầu dò convex và linear, trong đó convex là dùng để đánh giá tổng quát, đo kích thước gan, đánh giá các cái cấu trúc u gan vân vân. Còn cái đầu dò linear thì thường trong cái khảo sát của cái gan thì thường mình đánh giá đường bờ, hoặc là mình muốn đánh giá các cấu trúc mà mình muốn coi cái chi tiết của cái mà độ hồi âm đó, thì mình sẽ sử dụng đầu dò linear. Một số cái kỹ thuật cơ bản thì nói chung là cũng sử dụng các cái kỹ thuật trong cái mặt cắt cơ bản này, thì nếu các bạn đã xem qua cái bài mặt cắt cơ bản rồi đó thì các bạn biết những kỹ thuật đó là cũng là những kỹ thuật quét, lia, tịnh tiến vân vân, và cũng là sử dụng cái chính là những mặt cắt này chúng ta sẽ khảo sát quanh cái phần bờ sườn đây, thì gồm có các mặt cắt dưới sườn, rồi các mặt cắt liên sườn, mặt cắt dọc trung đòn vân vân ha. Như vậy thì những cái mặt cắt này thì để khảo sát bệnh nhân trong cái siêu âm gan ha. Và đặc biệt thì đối với siêu âm gan thì chúng ta có thể cho bệnh nhân nằm tư thế nghiêng ha. Nằm tư thế nghiêng thì giúp giúp nghiêng bên bên trái thì giúp để khảo sát cái phần gan phải tốt hơn ha. Ví dụ các hạ phân thùy 5, 6, 7, 8, như vậy cái phần nghiêng trái thì giúp chúng ta đánh giá cấu trúc đó. Rồi chúng ta tiếp theo đến phần giải phẫu. Thì mình học phần giải phẫu. Đối với giải phẫu của gan thì các bạn cần nắm ba cái nhóm cấu trúc. Thứ nhất là tĩnh mạch gan, thứ hai là tĩnh mạch cửa, và thứ ba là chúng ta đánh nhắm cái phân thùy gan. Cái đầu tiên mình sẽ giới thiệu cái phần tĩnh mạch gan. Thì phần tĩnh mạch gan thì các bạn quan sát ha, tĩnh mạch gan thì chúng ta có ba tĩnh mạch gan. Tĩnh mạch gan thì hay còn gọi là tĩnh mạch trên gan cũng được, các bạn có thể nghe cái từ ngữ là tĩnh mạch trên gan ha. Thì chúng ta có ba cái tĩnh mạch trên gan, thì ba cái tĩnh mạch trên gan này sẽ dẫn lưu về cái tĩnh mạch chủ dưới ha, và nó dẫn lưu máu từ đâu, nó nghĩa là đây là dẫn lưu máu từ gan ha. Nó dẫn lưu máu từ các cái phân thùy gan này về tĩnh mạch chủ dưới ha, dẫn lưu máu từ phân thùy gan về tĩnh mạch chủ dưới, và nó có ba tĩnh mạch trên gan là tĩnh mạch trên gan bên trái nè, tĩnh mạch gan giữa và tĩnh mạch trên gan phải ha. Rồi thì chúng ta xem chút xíu là tĩnh mạch trên gan phải đó thì nó sẽ dẫn lưu các hạ phân thùy. Các phân thùy là 5, 6, 7, 8 ha, dẫn lưu là 5, 6, 7, 8 đây. Còn tĩnh mạch trên gan giữa thì dẫn lưu là 4, 5, 8 ha. Tĩnh mạch trên gan phải sẽ dẫn lưu phân thùy là 2, 3, 4 ha, và dẫn lưu thì 2, 3, 4 về tĩnh mạch chủ dưới. Giờ chúng ta còn quan sát thấy là tĩnh mạch cái phân thùy 1 đó, phân thùy 1 thì nó không được dẫn lưu chính từ cái tĩnh mạch gan, phân thùy 1 sẽ dẫn lưu trực tiếp về tĩnh mạch chủ dưới luôn ha. Phân thùy 1 sẽ có các nhánh tĩnh mạch dẫn lưu trực tiếp về tĩnh mạch chủ dưới, thì đó cũng là một cái đặc điểm giải phẫu cũng khá quan trọng ha. Rồi tiếp theo là một cái đặc điểm nữa là trong cái tĩnh mạch gan đó thì cái mặt phẳng đi ngang qua tĩnh mạch gan chính là ranh giới của các phân thùy. Lưu ý ha, mặt phẳng đi ngang qua tĩnh mạch gan là chính là ranh giới của phân thùy. Thì bạn thấy ha, đi qua tĩnh mạch gan thì là ranh giới, thì chúng ta thấy là cái ranh giới của cái tĩnh mạch gan bên phải nè, tĩnh mạch gan bên phải ha, thì nó sẽ ngăn cách cái phân thùy 58 nè và 67 ha. Thì cái 58 người ta còn gọi là cái nhóm phân thùy nằm phía trước, còn 67 thì là nhóm phân thùy nằm phía sau ha. Rồi cái tĩnh mạch gan giữa nè thì nó sẽ phân, nó làm cái ranh giới giữa cái phân thùy 4 nè, 14 và 58 ha. Nó là ranh giới, và tương tự tĩnh mạch gan bên trái thì nó là ranh giới của 2, 3 và 4 ha. Thì cái những cái mốc giải phẫu này là sẽ rất là quan trọng trong vấn đề đánh giá phân thùy gan ha. Thì chúng ta nhìn lên trên cái hình ha. Như vậy khảo sát tĩnh mạch gan á, thì người ta thường sử dụng cái mặt cắt số 1 này, các bạn quan thuộc ha, đây khảo sát mặt cắt số 1.
Thì chúng ta nhìn, chúng ta thấy là đây chúng ta có thấy ba cái tĩnh mạch gan nè, tĩnh mạch gan trái, gan giữa và gan phải. Và các bạn để ý là khi mà dùng đầu dò nhìn từ dưới ngược lên, nhìn đầu dò từ dưới ngược lên, thành ra là cái chỗ này xa đầu dò nè, tĩnh mạch chủ dưới là nằm xa đầu dò thì nó nằm đây. Còn ba tĩnh mạch gan thì nó tụ về đây, thì cái hình của mình từ là hình ngược lên, nhìn từ dưới nhìn lên. Thì nhìn từ dưới nhìn lên thì các bạn có thể đếm nè, đếm phân thùy ha, thì bạn đi vào cái phân thùy ở góc nè, mình sẽ thấy phân thùy góc á. Thì đây chúng ta có phân thùy mấy, bên đây là số 2 nè. À, bên đây nè, từ đây đi qua nè ha, mình sẽ thấy nè, nó tương ứng như đây nè. 2 nè, 4 nè, 8 nè, 7 nè. À, như vậy thì chúng ta có góc này nè. Chính là phân thùy 2. Đây chúng ta có phân thùy 4. Thì 8 và phân thùy 7 ha, chúng ta có 2 4 8 7 là những phân thùy nằm góc ha. Và nếu các bạn phân tích xa hơn chút xíu đó thì mình thấy ở cái phân thùy nằm sát cái đầu dò ở đây nè, đầu dò này nằm sát nè. Như vậy thì sát đầu dò của chỗ của mé này chính là cái phân thùy 3, như vậy có ba nó sẽ nằm đây. Như vậy 2 và 3 sẽ nằm cùng tầng là bởi vì tĩnh mạch gan bên bên phải là nó sẽ chia nè, cái ranh giới giữa 2 3 và 4, đúng không? Rồi. Rồi chúng ta tiếp theo là cái ghìa ghìa nằm sát bên đây nè, thì sát sát cái vị trí này là chính là phân thùy 5. Như vậy là 8 5 nè, nằm cùng một cái tầng với nhau. Và tất nhiên là 7 thì góc mé này là 6 ha. Đó, như vậy thì phía ngoài này thì chúng ta sẽ có cái phân thùy khác, phía trong là phân thùy khác. Tuy nhiên là thường mình hay dễ nhớ là mình sẽ nhớ cái phân thùy là chúng ta có 2 nè, 4 8 7 này nằm ở gần các sát cái góc của cái tĩnh mạch gần gần cái vị trí hội lưu với tĩnh mạch chủ dưới ha. Thì như vậy mặt cái đầu tiên chúng ta khảo sát cái tĩnh mạch gan là dựa vào cái mặt cắt số 1 ha, với cái hướng cắt như vậy. Và chúng ta phải nhớ phân thùy ha, 2 4 8 7. Có các biến thể của tĩnh mạch gan cũng khá nhiều. Thì bạn sẽ thấy là đây, ví dụ như nãy chúng ta có ba tĩnh mạch gan đây, hội lưu và tĩnh mạch dưới, thì đây có thêm các cái tĩnh mạch, hai tĩnh mạch gan phải nè, hai tĩnh mạch gan giữa, rồi hai tĩnh mạch gan trái, rồi hai gan phải và hai gan trái, và các tĩnh mạch phụ vân vân, tĩnh mạch phụ bên bên trái nữa nè. À, tĩnh mạch gan phụ mà nằm phía bên nhánh bên trái nữa. Vậy có rất là nhiều biến thể ha. Thì những cái biến thể này trên siêu âm mà mình đôi khi mình cũng có thể gặp. Và như vậy một cái mẹo mà làm sao mình biết cái nhánh nào là gan phải, nhánh nào là gan trái. Ví dụ trong trường hợp nhiều nhiều nhánh như vậy thì các bạn nhớ lưu ý là khi mà chúng ta cắt mặt cắt số 1 thì bạn chia như thế nào mà để cho các cái phân thùy thì nó cũng tương đối nó bằng bằng nhau. À, chia như thế nào để cho các phân thùy tương đối là cái diện tích nó như nhau. À, chứ còn bạn đừng có chia một bên nó nhiều quá, một bên là nó lớn quá thì nó không được. À, chúng ta sẽ dùng các cái tĩnh mạch gan là các cái phân nhánh để chúng ta cân đối các cái phân thùy làm sao cho nó đều với nhau, lấy gan giữa làm móc thì chia làm đôi, sau đó mình sẽ chia tiếp tục làm đôi nữa cho cái phần còn lại ha. Đó thì cái đó nếu trong trường hợp nhiều tĩnh mạch gan quá thì chúng ta sẽ có thể sử dụng cái móc một cái mẹo như vậy. Rồi tiếp theo cái hệ thống thứ hai mà mình cần nắm đó là cái hệ thống tĩnh mạch cửa. Hệ thống tĩnh mạch cửa là mình sẽ cần nắm cái phần thứ hai ha. Là hệ thống tĩnh mạch cửa thì các bạn nhìn thấy tĩnh mạch cửa thì nó sẽ là một cái hệ thống cấp máu cho 75-80% cái lượng máu đến gan. Thì chúng ta biết là máu tới gan á, thì tĩnh mạch cửa là chiếm ưu thế nè, và một phần còn lại là từ động mạch gan ha, từ động mạch gan. Và các bạn đối với trong cái phần siêu âm gan thì mình phải nắm được cái phân nhánh của tĩnh mạch cửa ha. Thì đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái phân nhánh tĩnh mạch cửa. Thì tĩnh mạch cửa nó được tạo thành từ tĩnh mạch lách hội lưu với tĩnh mạch mạc treo trần trên, và như vậy chúng ta có là đây là tĩnh mạch mạc treo trần dưới, đây là tĩnh mạch mạc treo trần dưới, thì nó sẽ đổ vào tĩnh mạch lách. Thì đầu tiên là tĩnh mạch lách nó sẽ nhận một cái lượng máu từ tĩnh mạch mạc treo trần dưới, và sau đó thì tĩnh mạch lách tiếp tục hội lưu với tĩnh mạch mạc treo trần trên để đổ vào thành cái tĩnh mạch cửa. Như vậy chúng ta đầu tiên chúng ta lưu ý rằng là tĩnh mạch mạc treo trần dưới và tĩnh mạch mạc treo trần trên, đây là hai cái tĩnh mạch nhận máu từ các cái hệ thống ruột ha, là ruột non và ruột già, cơ bản là sẽ nhận máu phần lớn từ các hai cái hệ thống đó, thì nó sẽ đổ về tĩnh mạch lách. Nhưng mà những cái bất thường của cái mạch máu mà nằm ở cái phần của quai ruột đó, thì đôi khi là cái phần ví dụ có u ruột rồi, đôi khi nó có thể làm cho cái phần huyết khối nó sẽ đi vào cái tĩnh mạch này và nó đi về cái tĩnh mạch cửa. Nhưng mà huyết khối tĩnh mạch cửa thì nó cũng một phần là do ảnh hưởng bởi cái phần của cái ruột ha, do nó nhận máu từ các cái tĩnh mạch này ha. Rồi một rồi cái đặc đó là đặc điểm cái thứ hai là như vậy. Thì trên cái khảo sát của cái
tĩnh mạch lách nè và tĩnh mạch mà treo đằng trên thì hai cái này là cái nhánh chính ha, và nó sẽ đổ về cái tĩnh mạch cửa. Thì cái chỗ này người ta gọi là cái thân cái gọi là cái thân chung của tĩnh mạch cửa ha, hoặc là mình gọi chung là tĩnh mạch cửa thì cũng được, mình gọi là thân chung tĩnh mạch cửa hoặc là tĩnh mạch cửa ha. Tĩnh mạch cửa chính là cái phần này, tĩnh mạch cửa chính là phần này. Và thường người ta đo đường kính tĩnh mạch cửa chính là người ta đo ngay trong cái vị trí mà khi hai này vừa hợp vào, người ta sẽ đo ngay trong cái chỗ này ha, là vị trí đường kính của tĩnh mạch cửa đầu tiên. Rồi. Và cái điểm tiếp theo là chúng ta nhớ là tĩnh mạch cửa khi đi vào gan đó. Rồi. Khi đi vào gan thì nó chia làm hai nhánh. Rồi chúng ta có một cái màu vàng và một cái màu đỏ này. Thì cái nhánh đầu tiên là đi qua trái. À, nhánh qua trái thì thường là một cái nhánh lớn hơn cái nhánh qua phải ha, nó dài hơn. Nhánh qua trái thường nó dài hơn. Và nhánh qua trái thì nó sẽ sau khi mà nó đi qua bên trái đó thì nó chia làm ba cái nhánh để nuôi ba cái hạt phân thùy. Thì các bạn nhớ ha, đây chia làm ba nhánh nuôi ba hạt phân thùy là số 2 nè, số 3 và số 4 ha. Đi lên thì nuôi số 2 nè, đi xuống dưới nuôi số 3 và đi qua đây là nuôi số 4 ha, 2 3 và 4. Rồi, nhánh qua phải. Chúng ta có cái tĩnh mạch mạch cửa phải. À, như vậy thì cái này trên cái giải phẫu thì người ta còn gọi cái này là tĩnh mạch cửa trái nè. Đây là tĩnh mạch cửa phải. Tĩnh mạch cửa phải thì nó ngắn hơn và sau đó thì nó sẽ xuất phát hai nhánh. Nhánh đầu tiên là nhánh trước trong màu xanh xanh nè, là đi ra trước ha, và một nhánh đi ra sau ha, nhánh đi trước và nhánh ra sau. Rồi. Thì nhánh ra trước nó sẽ tách làm hai cái phân thùy, nó chia làm hai nhánh nữa, hai một nhánh đi xuống dưới, đây là nhánh đi xuống dưới thì nuôi cho phân thùy 5. Nhánh đi lên trên thì nuôi cho phân thùy 8. Và nhánh sau thì nó chia làm là hai nhánh là 6 và 7 ha. Như vậy nuôi phân thùy 6 và 7, đi xuống dưới là nuôi phân 6 và đi lên trên là nuôi số 7. Đó. À, như vậy xin nhắc lại chút xíu thì chúng ta có là tĩnh mạch mà treo tràng dưới thì hội lưu với tĩnh mạch lách ở tại vị trí khoảng giữa của tụy đây. Và tĩnh mạch lách thì hợp lưu với tĩnh mạch mà treo tràng trên để đổ về thì tạo thành tĩnh mạch cửa. Tĩnh cửa đi vào gan thì phân làm hai nhánh tĩnh mạch cửa trái. Cửa trái thì chia làm ba nhánh, 2 3 4. Tĩnh mạch cửa phải thì chia làm hai cái phân nhánh trước để chia làm hai nhánh là 5 8 và phân nhánh sau thì chia làm hai nhánh là 6 7. Thì cái phần này là rất là quan trọng trong cái khảo sát của cái gan, các bạn nhớ cái phần nhánh này. Các bạn nhớ phần nhánh này. Và trên cái hình này thì mình sẽ thấy là còn thiếu cái phân thùy số 1. Thì phân thùy số 1 nó nằm ở giữa này các bạn ha. Thì như vậy thì cái phân thùy 1 sẽ được nuôi bởi cả hai, nó sẽ có cái nhánh tĩnh mạch cửa nuôi cho cả hai luôn, từ tĩnh mạch cửa phải và cửa trái có nhánh nhỏ nhỏ để nuôi phân thùy 1 luôn. Như vậy thì đối với phân thùy 1 nó sẽ thứ nhất là tĩnh mạch cửa sẽ nuôi để đi đến cung cấp máu cho nó bằng các cái nhánh từ cả hai luôn, tĩnh mạch cửa phải và cửa trái. Và dẫn lưu máu từ phân thùy 1 đi ra thì dẫn lưu trực tiếp vào tĩnh mạch cửa dưới, thì đó là một cái đặc biệt của phân thùy số 1. Rồi chúng ta khảo sát cái tĩnh mạch cửa này thì thông qua cái mặt cắt số 2. Thì các bạn cũng để ý ha, đây là cái đầu dò siêu âm, mình cũng đi từ dưới mà đi ngược lên để xem cái phần của tĩnh mạch cửa. Thì do đó là cái hình của mình cũng bị ngược lại. Các bạn sẽ thấy này, gần đầu dò nhất chính là phân thùy 3 4, đây 3 và 4. Và đây là cái thân của tĩnh mạch cửa trái, và chúng ta thấy là cái này là tĩnh mạch cửa trái nè. Ở xa đầu dò nhất là số 2 nè. Đó, như vậy chúng ta có cái hình cái nhìn ngược lại ha. Nhìn hình ngược lại thì ở đây lý giải tại sao mình ngược lại, do chúng ta đi từ dưới nhìn lên ha. Đi từ phía dưới nhìn lên, gần đầu dò nhất là 3 4 nè. Và sau đầu dò là số 2 ha, và thân của tĩnh mạch cửa trái, cái tĩnh mạch cửa trái đây. Thì trên cái hình này thì các bạn sẽ thấy còn một cái cấu trúc nữa, thì các bạn lưu ý đây là chính là dây chằng tròn nè. Là cái di tích phôi thai của cái tĩnh mạch rốn. Và chúng ta biết là thời kỳ phôi thai nó tĩnh mạch rốn nè, sẽ đổ vào cái tĩnh mạch nhánh trái của tĩnh mạch cửa. Này, tĩnh mạch rốn nha, đi từ ngoài nè, đi vào gan thì sẽ đổ vào cái nhánh trái của tĩnh mạch cửa. Và từ nhánh trái tĩnh mạch cửa thì sẽ có một cái cấu trúc đi nói với liền với tĩnh mạch chủ dưới là cái ống tĩnh mạch. Nó như vậy thì cái cấu trúc giữa tĩnh mạch rốn là tĩnh mạch cửa trái và cái ống tĩnh mạch thì nó cũng là mình có cơ co như là nó nằm trên một cái đường thẳng vậy đó, nó gần gần nó cũng đi liên quan với nhau. Thành ra do đó thì chúng ta thấy là cái tĩnh mạch rốn thì nó sẽ là cái chỗ phân chia tĩnh mạch rốn, hay là sau này thì nó sẽ là di tích, nó trở thành cái dây chằng tròn ha, dây chằng tròn, hoặc là cái vị trí nó là được dây chằng liệm nó bọc vào. Thì cái này thì gọi là cái này là ranh giới của phân thùy 2 3 nè và 4 ha. 3 4. Còn đi phía sau này thì chúng ta có nối giữa cái tĩnh mạch cửa và cái mạch cửa trái và cái phần của mà tĩnh mạch chủ dưới đó, thì chúng ta có cái ống tĩnh mạch
thì sau này nó sẽ là gói hóa thành cái dây chằng tĩnh mạch. Thì cái dây chằng tĩnh mạch thì nó sẽ là ranh giới giữa phân thùy số 2 và phân thùy số 1, số 1 nằm phía sau ha. Thì bạn sẽ thấy trên cái hình này thì cái này 4, thực ra thì cái này 4 thì dưới này là chính là 4A. Nha, chúng ta có phần này 4A nè, trên này là 4B ha, 4A và 4B. Thì 4A và 4B thì cũng được nuôi từ các cái nhánh của cửa trái hết. 4A và 4B thì nuôi cửa trái hết, riêng số 1 là được nuôi riêng từ cả hai luôn ha, là tĩnh mạch cửa trái và cửa phải. Như vậy xin nhắc lại chút xíu về cái ranh giới này, lưu ý là cái tĩnh mạch cái dây chằng tròn nè ha, thì nó sẽ là ranh giới giữa 2, 3 và 4. Và cái dây chằng tĩnh mạch thì ranh giới giữa số 2 và số 1 ha, do nằm phía sau. Thì trên cái hình này bạn có thể quan sát được dây chằng tĩnh mạch là một cấu trúc hoàn dày nằm đây nè. Dây chằng tĩnh mạch ha, đây là dây chằng tĩnh mạch. Rồi chúng ta có các cái biến thể cũng giống như đến cái tĩnh mạch gan đó, thì tĩnh mạch cửa cũng có rất là nhiều biến thể về các cái, ví dụ như đây chúng ta thấy là chia ba nè, bình thường tĩnh mạch cửa chia vào chia hai nhưng mà cái này là chia ba ha. Rồi tĩnh mạch ví dụ nhánh của cái phân nhánh đây chúng ta 58 là phân nhánh trước thì nó không xuất phát từ cái tĩnh mạch cửa phải mà phân nhánh trước lại xuất phát từ tĩnh mạch cửa trái chẳng hạn. Đó, như vậy thì ở đây có rất là nhiều biến dạng biến thể khác nhau ha. Rồi. Rồi chúng ta tiếp theo là đến cái phân thùy gan. Thì đối với cái phân thùy gan đó thì các bạn lưu ý là cái phân thùy gan thì chúng ta đang học, nãy giờ chúng ta có đánh số đó, thì giờ mình sẽ nói lại chút xíu về cái phân thùy gan. Thì cái phân thùy gan được phân chia theo, hiện tại chúng ta có phân thùy đánh số từ, có 8 cái phân thùy gan đó, thì được đánh số theo cái tác giả là Quino, được phân chia theo từ cái phân chia theo cái đường mạch mạch. Thì để đơn giản hơn thì nó liên quan đến phần thực hành đó, thì các bạn nhìn trên cái bệnh nhân nè. Mình nhìn trên bệnh nhân thì đây bệnh nhân đang nằm ngửa ha, thì mình sẽ biết là cái phân thùy nằm ở đâu. Thì một cách tưởng tượng chúng ta có cái vị trí trung đòn chính là vị trí của túi mật. Đây các bạn quan sát ha, chỗ này là vị trí của túi mật, là một cái điểm chúng ta lưu ý kế bên. Chúng ta lấy cái khoảng giữa giữa của cái phần thượng vị nè, nghĩa là cách túi mật chút xíu, phần thượng vị hơn chút xíu, hơi lệch qua phải chút, thì chúng ta có cái vị trí này chính là vị trí của cái dây chằng tròn nè, hay là dây chằng liềm ở đây. Thì chúng ta biết là giữa cái túi mật nè và dây chằng liềm chính là phân thùy số 4. Mình biết cái phân thùy đây thì phía đây phía số 4 thì phía dưới nó là 4A. Rồi, xin lỗi, phía dưới là 4B và phía trên là 4A ha. Trên là A, dưới là B. Rồi phía sau của số 4 này chính là số 1, và số 1 nó sẽ nằm ở phân thùy 1, nó sẽ nằm ở vị trí của phía sau của 4A ha. Phân số 1 nó nằm ở đây. Rồi, đó là phân thùy số 1 nằm phía sau ha. Rồi. Và bên đây chúng ta có gan trái. Gan trái thì mình sẽ chia làm hai phần ha, là phía trên là số 2 và phía dưới là số 3. Gan trái chia làm hai phần, phía trên số 2 và phía dưới là số 3. Chúng ta thấy đây là viên phần của mạng sườn, bên phải thì mình đây là phía trước. Thì chúng ta lấy gần như nguyên toàn bộ phía trước này thì là của cái phân thùy ở dưới chúng ta kế túi mật nè là số 5. Và kế trên phía trên cao là số 8 và phía sau mạng sườn thì chúng ta có số 5 và số 6 nè, đây là số 7. Đó, như vậy thì tại sao dùng cái hình này thì chúng ta biết là chúng ta học phân thùy gan thì mục đích cũng là để làm siêu âm và chẩn đoán cho đúng thôi. Thành ra đầu tiên chúng ta biết cái gan nằm ở đâu đã, để đầu dò ở đâu thì chúng ta phải biết là cái chúng ta đang coi phân thùy mấy. Tôi nói ví dụ rồi, chúng ta xem cái hình này đi ha. Nói như vậy thì chúng ta có lấy hai cái đường tưởng tượng nè. Nói như vậy cái này là 2, 3, 4 ha, rồi 5, 8 và tất nhiên là 6, 7 thì cũng có thể thấy được, nhưng mà thường nó nằm phía sau. 6, 7 thì thường nó khuynh hướng nó vượt ra sau nhiều hơn. Rồi tôi nói ví dụ như là giả sử bạn đang cắt một cái mặt cắt là số 1 đi. Nó cắt số 1 thì bạn thấy bạn để cái đầu dò đây nè. Đúng không? Để đầu dò đây thì nhìn từ dưới nhìn lên. Nhìn từ dưới nhìn lên. Đó, nhìn từ dưới nhìn lên thì bạn có là cái xa đầu dò nhất nãy chúng ta có 2, 4, 8 nè. Và phía sau là 7 đó. Chúng ta nhớ cái đó, 2, 4, 8, 7. Còn gần đầu dò nhất thì vẫn là số 3. Gần đầu dò nhất là số 3. Rồi tôi một cái ví dụ khác. Ví dụ bạn dùng mặt cắt đây đây, bạn đặt mặt cắt dọc đi. Đây là coi qua cái động mạch chủ bụng, mà cắt dọc giữa trái đó, thì bạn sẽ đi qua phân thùy 2, 3 đó, dù vậy bạn sẽ biết là vị trí ở đâu. Thì vậy 2 ở trên thì 3 ở dưới, hoặc là dùng một cách khác. Ví dụ là tôi đang dùng một cách coi tụy đi đó, ví dụ đây là tụy thì cái phần coi tụy đó, đây tụy nó vẽ nó nằm hơi thấp, tại vì cái đầu tụy nằm ở đây ha. Thì phần coi tụy nó cũng sẽ đi ngang qua phân thùy 3 nếu có ha. Phần tụy thì nó sẽ nằm đi ngang qua phân thùy 3, bởi vì là chúng ta đang cắt thấp thì đi ngang phân thùy 3, chứ không nào gần 2 được. Muốn cắt 2 thì nó phải cắt trên đây đó, tôi nói ví dụ như vậy. Thì khi bạn hình dung được cái cơ thể bệnh nhân có phân thùy nào thì bạn sẽ biết là chúng ta cần phải khảo sát ở đâu ha.
Đó, như vậy thì chúng ta một cái điểm chúng ta lưu ý là chúng ta nhìn trên cái hình bệnh nhân nằm ngửa, chúng ta có thể biết được các một số cái cơ quan. Ví dụ như là bạn đang đặt đầu giỏ ở đây, người ta hỏi bạn phân thị mấy thì chắc chắn nó chỉ là 2, 3, 4 thôi, bạn đừng có nói 5, 6, 7, 8 giùm ha, bởi vì nó nằm rất là xa rồi ha. 5, 6, 7, 8 phải nằm bên phải mới được. Như vậy đầu giỏ để ở đâu thì chúng ta biết cái phân thùy tương ứng cũng nằm nằm ở gần gần chỗ đó. Và một cái đặc điểm nó đánh giá phân thùy đó là chúng ta dựa vào các mốc giải phẫu ha, mình sẽ nói qua các cái hình rồi. Vậy chúng ta thấy túi mật chính là ranh giới giữa 4 và 5, và đặc biệt đó là 4B và 5. 4B và 5 chính là ranh giới của túi mật. Rồi. Rồi cái dây chằng tròn thì thường người ta nói là ranh giới giữa 4B và 3 ha. Rồi thì dây chằng tĩnh mạch nó sẽ ranh giới giữa 2 và 4A ha. Chúng ta nhìn thấy nghiêng thì mình thấy đây. Mình sử dụng một cái đường tưởng tượng. Ở đây thì xin nhắc lại các bạn, cái đường này đường nách giữa ha. Này đường tưởng tượng thôi. Và mình chia cái này là 4 phần, nguyên phần gan là 4 phần thì mình sẽ có các phân thùy nè. Đây là túi mật ha. Thì chúng ta có 5 nè, 6, 7 và 8. Thì các cái chia này thì nó rất là hữu ích khi bạn làm mặt cắt liên sườn. Thì khi mặt cắt liên sườn bạn để vị trí ở đâu thì bạn biết là cái phân thùy nó tương ứng nằm ở chỗ đó. Ví dụ bạn nằm cắt ở dưới gan, cắt ở bờ dưới gan và liên sườn đó, nếu mà bạn cắt nằm cao ở phía trước đó thì nó là liên quan tới số 5. Cắt nằm sau phía sau thì nó liên quan tới số 6. Cắt lên trên cao mà gần màng phổi thì nó liên quan số 7, còn cắt ở phía trước mà gần màng phổi thì lại liên quan số 8, ví dụ vậy ha. Thì đây là cái giá trị trong cái đánh giá của mặt cắt liên sườn. Rồi, chúng ta xem chút xíu về cái mặt sau của gan. Thì mặt sau của gan thì các bạn nhìn thấy đây là cái bộ ba cửa nè. Thì bộ ba cửa ha. Thì chúng ta có ba cái cấu trúc ống nè, gồm có là tĩnh mạch cửa, động mạch gan và đường mật. Thì trên hình siêu âm á, mình có thể cắt ngang qua giống hệt cái hình này luôn ha. Thì gạo là cái hình mà chụp mít kỳ ha, chụp mít kỳ thì cũng ba cấu trúc ống nè, một cái ống bự và một hai cái ống nhỏ như hai cái lỗ tai vậy đó. Rồi thì chúng ta có đây là cái vị trí của cái những cấu trúc mà nãy mình nói nè. Đây chính là vị trí của dây chằng tĩnh mạch, còn đây là vị trí của dây chằng tròn và dây chằng liềm nằm vị trí này ha. Thì ở đây là cái thời kỳ bào thai, bạn thấy đây là tĩnh mạch rốn. Mạch rốn thì đi vào thì đổ vào, đầu tiên là đây là chính là một cái phần của tĩnh mạch cửa trái, đây là tĩnh mạch cửa trái, đổ vào tĩnh mạch cửa trái, sau đó một cái nhánh từ cửa trái sẽ đổ vào cái vị trí của tĩnh mạch chủ dưới thông qua một cái ống, người ta gọi là cái chỗ này là chỗ của cái ống tĩnh mạch. Như vậy thực chất là cái khi mà cái dòng máu từ cái tĩnh mạch rốn thì dòng máu nó là dòng máu có giàu oxy ha, thì đổ vào thì do cái đoạn lên là nó cũng ngắn, thành ra thường là cái vận tốc của nó đổ sẽ đổ trực tiếp, nó gần như là nó gì là nó sẽ đi qua cái ống tĩnh mạch này nhiều hơn so với đi vào cửa trái ha. Do cái cấu trúc này nó đi thẳng vào trong cái ống tĩnh mạch luôn ha. Cái dòng máu nó chảy thẳng vào trong ống tĩnh mạch luôn, rẽ thì nó dài dài và thực ra nó cũng gần gần nhau thôi. Thì như vậy đây là cái thời kỳ bào thai, và khi mà sinh sau sinh đó thì cái phần gì cái ống cái phần của tĩnh mạch rốn này nó sẽ bị bít lại, thì nó tạo ra dây chằng tròn ha, và ống tĩnh mạch thì bít lại thì tạo ra dây chằng tĩnh mạch mà mình có thể quan sát được ở cái những người lớn, nhưng sau này người lớn ha. Còn khi mà giả sử sơ gan thì nó có thể tái lập cái tĩnh mạch, cái tuần hoàn tĩnh mạch rốn, thì nó có thể là tạo được cái tuần hoàn bằng hại ở các vị trí này. Ở sơ gan thì một số trường hợp mình sẽ thấy là có xuất phát nó xuất hiện lại cái phần mạch máu nằm trong cái hệ thống tĩnh mạch rốn này ha. Thì đó là tái lập cái tuần hoàn ha. Rồi cái phân thùy gan thì bạn cũng nhớ rồi ha, chỗ này chính là ranh giới giữa dành tĩnh mạch, chính là ranh giới giữa cái 1 và 2 ha. Và cái dây chằng tròn ranh giới 4B và 3 ha. Rồi cái phần túi mật thì ranh giới 4B và 5, nãy mình có nói rồi ha. Rồi, chúng ta nói là phân chia phân thùy gan thì có 8 phân thùy theo Coino. Coino thì như vậy cái phân thùy gan phân chia là theo, chúng ta nhớ một cái đặc điểm mà quan trọng đó chính là phân chia theo đường mạch mật. Rồi nó gồm hai cái là mạch. Mạch thì gồm có là tĩnh mạch cửa và động mạch gan. Mật chính là đường mật. Như vậy một cái phân thùy nó sẽ có một cái hệ thống nuôi dưỡng là và mạch riêng ha. Như vậy một hệ thống nuôi dưỡng và hệ thống dẫn mạch riêng của một cái phân thùy nào đó thì người ta nói là cái phân chia theo Coino. Như vậy đối với trên siêu âm đó, trên siêu âm thì các bạn sẽ, tại sao mà mình trên siêu âm thì nãy mình cho các bạn xem cái tĩnh mạch cửa đầu tiên, bởi vì trên siêu âm thì trong cái bộ ba này, cái này là bộ ba ha, trên siêu âm thì cái bộ ba này mình chỉ quan sát được cái rõ nhất chính là tĩnh mạch cửa, còn cái phần tĩnh mạch gan và
cái xe lõi đường mật, cái đường mật và cái động mạch gan á, thì hai cái thành phần này mình sẽ rất là nhỏ, siêu âm mình sẽ khó khảo sát, mình chỉ đánh giá được cái tĩnh mạch cửa là rõ nhất. Do đó thì khi đánh giá phân thủy gan đó, bạn nên quan tâm cái tĩnh mạch cửa này ha. Thì đây bạn nhìn kế bên thì cho bạn thấy một cái hình cái cây kẹo múc. Cây kẹo này rất là ngọt ha, nó vừa ngọt đẹp. Nhưng mà ở đây một cái đặc điểm của cây kẹo múc nó giống giống với phân thủy gan, đó chính là mình thấy ở đây có cái thân nè, thân của cây kẹo nè. Thì thân cây kẹo mình đơn giản đây chính là cái tĩnh mạch cửa ha. Và cái phần viên kẹo đây chính là cái phân thủy gan. Như vậy khi bạn trên siêu âm bạn sẽ thấy là tĩnh mạch cửa nó sẽ đi vào trung tâm phân thủy, như vậy phân thủy nó sẽ nằm xung quanh cái phần của cái tĩnh mạch cửa ha. Thì một cái điểm lưu ý là đây ha. Nói như vậy bạn ví dụ bên trên đây bạn nhìn nè, đây là cái tĩnh mạch cửa nè. Đây là nhánh, chúng ta nhớ ha, nhánh cho nuôi cho số 2 nè, số 3 nè, và nhánh nuôi cho số 4 ha, 2 3 4. Thì tĩnh mạch ví dụ như là chúng ta thêm đó, nhưng mà cái tĩnh mạch đây là cái giả sử như đây là cái thân tĩnh mạch cửa nè, đặt ở đây thì nguyên cái kẹo nằm ở đây ha. Như vậy phân thủy gan số 3 nằm ở đâu? Như vậy nằm đây. Bạn thấy ha, đó, như vậy nguyên đây là phân thủy gan số 3 nè. Như như là cái viên kẹo và được bao quanh cái tĩnh mạch cửa. Như vậy các bạn nhớ là khi mình đọc phân thủy đó, khi mình đọc phân thủy thì mình nhớ là cái nhu mô gan mà nằm kế cái tĩnh mạch cửa nào thì coi như nó thuộc về cái phân thủy đó. Đó, chúng ta đặc biệt chúng ta lưu ý chuyện đó, chứ không phải là rồi như vậy thì cái đó là cái tĩnh mạch cửa. Tĩnh mạch cửa thì nó nằm trung tâm, còn nãy chúng ta nhớ tĩnh mạch gan thì lại là ranh giới. Đó, như vậy các bạn nhớ cái đặc điểm đó, tĩnh mạch gan thì ranh giới, còn tĩnh mạch cửa thì lại là trung tâm. Đó. Và khảo sát nhu cái phân thủy gan thì tĩnh mạch cửa chính là quan trọng nhất, bởi vì tĩnh mạch cửa thì cho biết cái vị trí phân thủy một cách chính xác. Đây tĩnh mạch gan thì ở ranh giới, ta thấy xem lại cái hình này, tĩnh mạch gan nè chính là ranh giới của các phân thủy, còn tĩnh mạch cửa thì ở trung tâm. Trung tâm. Rồi chúng ta nhìn cái hình này thì chúng ta nhắc lại một số cái mốc giải phẫu để chúng ta phân biệt phân thủy ha. Rồi. Rồi chúng ta có là tĩnh mạch cửa, rồi thì cửa trái nè, ha, đi chưa chia làm ba nhánh là nuôi 2 3 4 ha. Chúng ta có là cái 3 và 4A, 3 4B chứ, 3 và 4B thì nó được cách bởi là gì các bạn nhớ không? Là dây chằng tròn và dây chằng liềm ha. Rồi 2 và 1. 2 và 1. Thì được phân cách bởi dây chằng tĩnh mạch ha. Giữa 2 và 4 thì cũng được phân cách bởi dây chằng liềm ha. 3B và 5, xin lỗi 4B chứ, 4B và 5. 4B và 5 sẽ được phân cách bởi túi mật ha. 5 và 6, 5, 8 và 6, 7. 5, 8, 6, 7 sẽ được phân cách bởi tĩnh mạch gan phải. 4 và 5, 8 thì phân cách bởi tĩnh mạch gan giữa. 2, 3 và 4 thì phân cách bởi tĩnh mạch gan trái. À, đó thì đó là một số cái mốc giải phẫu mà chúng ta trên làm siêu âm thì thường chúng ta sẽ sử dụng các mốc đó ha. Thì nữa trên phần thi lý thuyết thì đôi khi người ta có thể hỏi các bạn ở túi mật là phân cách phân thì nào thì các bạn nhớ. Ở đây là một cái bảng, cái bảng để mình tóm tắt lại những gì mình đang nói đó. Các bạn đọc thì các bạn có thể thấy là nó hơi lung tung, nhưng mà bạn cứ nhìn xem cái hình rồi bạn từ nguồn tượng các cái cấu trúc giải phẫu thì bạn có thể nhớ hẳn các cái cấu trúc này thôi ha. Thành ra xin nhắc lại đối với cái hình này là cái hình rất quan trọng. Hình này là cái hình rất quan trọng nha, để các bạn có thể nắm lại tất cả các cái giải phẫu và các cái móc giải phẫu trên gan. Rồi. Rồi tiếp theo thì mình nói đến các mặt cắt. Thì các bạn nhìn sơ qua đối với khảo sát gan có rất là nhiều mặt cắt. Thì nói chung mình tóm lại là mình sẽ có một số nhóm mặt cắt nè, ví dụ mặt cắt số 1, số 2, số 3. Đây là các nhóm mặt cắt nằm ở mặt cắt dưới sườn ha. Mặt cắt dưới sườn. Các mặt cắt này là mặt cắt dọc, đây là các mặt cắt dọc ha. Thì chúng ta có là mặt cắt dọc qua cái khảo sát qua cái hạng thùy 23 đây ha, mặt cắt dọc động mạch chủ bụng ha. Rồi tĩnh mạch chủ dưới ha. Rồi mặt cắt dọc trung đòn thì dùng để đo cái chiều cao gan. Đây là các mặt cắt ngang đi từ trên đi xuống ha, mặt cắt ngang từ trên đi xuống chánh da chánh giữa nè, thượng vị ha. Rồi và đây là mặt cắt liên sườn ha. Đó, thì như vậy thì mình giới thiệu sơ qua cái nhóm mặt cắt như vậy, có dưới sườn nè, mặt cắt dọc, mặt cắt ngang và mặt cắt liên sườn thì đánh giá cái gan ha. Mình giới thiệu lại chút xíu thì chúng ta nhớ mặt cắt số 1 hạ phân thì và chúng ta mới thấy cơ hoành. Đối với mặt cắt số 1 đã thấy được cơ hoành ha. Các bạn trên cái hình này nè, bạn sẽ thấy là không thấy cơ hoành thì chúng ta có thể bỏ sót
bỏ sót cái nhu mô gan phân thủy số 7. Bạn lưu ý là trong cái khảo sát gan đó thì cái nhu mô gan phân thủy 7 rất dễ sót, bởi vì nếu chúng ta cắt như vậy là chúng ta sẽ sót ngay, bởi vì cái khu nhu mô gan này nè chúng ta sẽ không thể coi được mặt cắt trên mặt cắt liên sườn, bởi vì nó bị hơi đá phổi nó che ha. Mặt cắt liên sườn sẽ bị hơi đá phổi che đối với cái vùng này, mà vùng này chỉ có thể coi được trên mặt cắt dưới sườn thôi. Thành ra mặt cắt dưới sườn là rất quan trọng trong coi cái phân thủy số 7 ha. Rồi chúng ta nhớ là cái này là 2487, và lưu ý là cái này nằm sát góc, ở đây mình vẽ này là hơi hơi nhú ra ngoài, chúng ta 2487 là sát góc. Thì một cái điểm mà bạn có thể đặt câu hỏi là tại sao hồi ghi số La Mã hồi là ghi số thường, thì thực ra đó là cái tài liệu gốc của Quino đó là ghi bằng số La Mã ha. Nhưng mà do có lẽ là nó đi qua phương Tây rồi, thành ra nó không thích sử dụng số La Mã, thành ra chuyển qua thành số thường rất là nhiều ha. Và trong ngay cả trong cuốn sứ âm Rumat thì trên cái phần của giới thiệu của Ino thì ghi dòng số La Mã, nhưng mà trong cái phần minh họa trên cái hình thì lại ghi dòng số thường. Thế nên mình nghĩ cái đó nó cũng không quan trọng lắm, là số La Mã hay số thường thì hiện đại chúng ta vẫn sử dụng được ha. Nhưng mà nhớ tài liệu gốc của Ino là ghi bằng số La Mã. Rồi tiếp theo là mặt cắt số 2. Thì chúng ta nhớ là cái phân thủy 1 rồi cách với dây chằng tĩnh mạch lên tới phân thủy 2, 3, 4 ha, các cái nhánh đó chúng ta có túi mật tức là ranh giới 4 5. Và 3-4 thì nó có ranh giới là dây chằng liềm ha. Và cũng lưu ý là chúng ta phải thấy được vòng hoành trong trường hợp này. Rồi ở đây các mặt cắt thì cho các bạn xem ha. Đây là cái mặt cắt mình đã giới thiệu rồi, thì chúng ta lưu ý đây là dây chằng tĩnh mạch. Đó, thì đây là số 2, số 3. Lưu ý là số 2 đây ha. Số 3 đó. Thì số 2 đây đó. Như vậy thì chúng ta nhớ cái cách cắt phân thủy nó nằm như thế. Thì đây chúng ta có ở đây như hình chữ V này, thì bạn thấy nè, đây chính là cửa trái và đây là cửa phải, chỗ này chính là cái chỗ, nếu mình cắt kéo xuống thấp chút xíu nè, mình sẽ thấy cái hình tròn của tĩnh mạch cửa ha. Thì chỗ cửa phải chia làm hai nhánh nè, bạn thấy ha, đây là phần nhánh trước 58, phần nhánh sau chia cho 67 ha. Rồi chúng ta cắt qua cái vị trí ở đây là chúng ta có vị trí dây chằng tròn và dây chằng liềm nè ha. Và đây là dây chằng tĩnh mạch nè, và nó liên tục với cái phần của cửa trái nè. Bạn sẽ thấy đây là đi một đường ha. Nếu mà thời kỳ bào thai thì cái tĩnh mạch rốn nó sẽ đổ vào đây, đi dọc qua đây và nó đi xuống cái đi này. Tất nhiên cái đường này nó không phải là đi hướng này, mà nó sẽ đổ vào cái vị trí của cái tĩnh mạch chủ dưới ha. Thì bạn sẽ cắt, nhưng mà cắt dọc thì bạn sẽ thấy cái vị trí đổ vào cái tĩnh mạch chủ dưới này ha. Thì ở đây có một cái điểm lưu ý là cái chúng ta thấy này, đây là có một cấu trúc hồi âm dậy nè ha. Thì ở đây là cái dây chằng tròn hoặc là dây chằng liềm ha. Thì thường trên siêu âm mình sẽ thấy, đôi khi mình sẽ thấy có một cái cấu trúc hồi âm dậy có bốn lưng, đôi khi có bốn lưng luôn. Thì cái bốn lưng đó, cái bốn lưng đó thì thường nó là do cái dây chằng tròn nó sơ hóa đó, mình có thể thấy bốn lưng ha. Hoặc là mình sẽ thấy là không có bốn lưng, nhưng mà mình thấy có một cái cục tròn hồi âm tăng hồi âm này, thì chính là cái mỡ bên trong của dây chằng tròn ha. Mỡ bên trong dây chằng tròn thì cái này cũng là bình thường, và chúng ta đừng có nhầm lẫn với cái này là hay măng rôm. Thì lưu ý cái mỡ này sao thì bạn cắt mình thấy nó tròn tròn, nhưng mà khi bạn cắt dọc ra nó cũng dài ra, nó đi theo cái hệ thống dây chằng ha, chứ nó không phải là một cấu trúc khu trú. Lưu ý là cái này là một cái là cái mỡ trong dây chằng thôi, chứ không phải là hay măng rôm. Rồi nhớ là vị trí đặc biệt ha, vị trí đặc biệt, đây là dây chằng tĩnh mạch, đây là dây chằng tròn, và đây là phân thủy 3, đây là phân thủy 4 ha. Đây là tĩnh mạch cửa trái, đây là phân nhánh cho phân thủy số 2 ha. Lưu ý ha. Rồi chỗ mà cắt khác thì mình vẫn thấy ha, một cái kiểu như vậy ha. Đây cũng là mở trong cái dây chằng tròn, chúng ta đừng có nhầm lẫn với cái hay măng rôm. Chúng ta nhớ cái vị trí đặc biệt ha, là ranh giới giữa cái phân thủy 3 và 4. Rồi chúng ta tiếp theo các mặt cắt dọc. Thì các mặt cắt dọc này là chúng ta bắt đầu từ cái mặt cắt dọc của phân thủy 2 3 đó là bên trái đó, từ múc bên trái chúng ta đi ngang qua từ từ. Thì mình thấy nè, phân chia phân thủy ha. Phía dưới, đây là phía dưới là 3, phía trên là 2 ha. Các bạn thấy cái hình nè. Và tương tự ha, phía dưới là 3, phía trên là 2. Rồi đây chúng ta đây, chúng ta nãy chúng ta cắt dọc dọc qua đây ha. Và bạn biết đây là một cắt dọc gần giữa trái nè. Đây là một cắt dọc giữa trái, chúng ta thấy động mạch chủ bụng nè ha. Thì cũng tương tự ha, thấy động mạch chủ bụng đây. Thì chúng ta có phía dưới này là cũng là 3 nè, phía trên là 2. Rồi chúng ta thấy đây là mặt cắt dọc gần giữa phải, thì thường mình sẽ thấy trên đây mình sẽ thấy cái dây chằng tĩnh mạch nè. Đây là dây chằng tĩnh mạch trên mặt cắt dọc, và trong thời kỳ bào thai thì nó sẽ nối với cái tĩnh mạch chủ dưới nè, đây ha. Thì nó sẽ giới hạn cho mình đây là phân thủy số 1 ha.
và do là chúng ta cắt cái mặt cắt của chúng ta đôi khi chúng ta bị lệch thì đây số 1 ở phía sau thì tất nhiên là số mấy phía trước ạ? À? Tất nhiên đây là phía trước, đây là số 4 rồi ha. Một phía sau thì phía trước nó là số 4, thì các bạn lưu ý là cái số 4 của mình á, thì ở đây mình thấy cái móng giải phẫu này nữa, đây chính là cái tĩnh mạch cửa nè. Nó xin lỗi, đây là tĩnh mạch ngang ha, đây là tĩnh mạch ngang, thì đây có thể là gan giữa hoặc là gan trái thì tùy ha. Nếu mà nó là gan trái á, nếu nó là gan trái thì ở đây thì có thể là 2-3 cũng được, hoặc là 4 tùy. Ví dụ mà cắt mình nó hơi lọt chút xíu, thì mình thấy cái chân tĩnh mạch ngang thì đây chính là cái phần trung tâm, đây ngay chân tĩnh mạch ngang luôn. Thì do mình đang cắt dọc, do mình đang cắt dọc cái này ra, thành ra mình nó sẽ hơi không biết là nó là đây 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 đang chân đi chân cái biên giới luôn, mình không biết đây là 4 hay là 2-3. Thành ra nếu mà bạn nhích từ bên đây này, nhích qua bên đây xíu thì 2-3, còn nếu từ bên cái tĩnh mạch gan này mà nhích qua bên đây chút xíu thì là qua 4, thì nó tùy ha. Như vậy đối với cái mặt cắt dọc cận giữa bên phải thì đôi khi là nó sẽ dọc giữa trái đó, dọc giữa trái thì chắc chắn cái này là dưới là 2, xin lỗi, trên là 2 dưới là 3. Còn riêng đối với mặt cắt dọc giữa phải thì đôi khi nó có thể là 2-3 hoặc là 4, thì tùy vào cái hướng cắt của chúng ta là hướng như hướng từ trái đi qua hay là từ phải đi qua ha. Rồi, thì nó hơi tùy xíu, nhưng mà phía sau mình thấy dây chằng tĩnh mạch thì chắc chắn cái này là phân thùy 1 ha. Thì đối với cái phân thùy 1 đó thì mình sẽ có đây, đây là trên, đây là cái dây chằng tĩnh mạch trên mặt cắt số mặt cắt dọc giữa phải và dây chằng tĩnh mạch trên mặt cắt số 2. Đó, thì cái giới hạn của chúng ta là dây chằng, cái giới hạn của chúng ta đây là dây chằng tĩnh mạch và cái giới hạn đây là chính phân thùy 1 ha. Phân thùy 1 trên mặt cắt dọc và ngang. Và như vậy thì chúng ta có này phân thùy 2 nè, cũng theo cái ranh giới mà nãy mình vẽ đó, một cái hình như là cái kẹo đó ha, xung quanh phân thùy số 2. Rồi chúng ta giới thiệu tiếp cái mặt cắt dọc, cũng là mặt cắt dọc nữa, thì mình có dọc cận giữa trái đó, thì mình nhớ đo cái chiều cao của gan trái, đo từ góc gan đến vòm hoành mà song song với mặt vỗ bụng. Đây là đo chiều cao của gan trái, và chiều cao gan trái thường dưới 10 mm, và nhớ là đây phân thùy gan là 2-3 nè, và chúng ta đo góc gan ha, đo đo góc gan, góc gan thì thường bờ dưới này là khoảng dưới 45 độ ha. Rồi dọc trung đồng phải thì đây là mặt cắt rất quan trọng để đo cái chiều cao gan. Thì mặt cắt này thì mình sẽ thứ nhất là để đúng vị trí trung đòn ha, và mặt cắt phải đứng, và mặt cắt này cũng khá là quan trọng, các bạn nhớ là đặt phải là đầu dò phải là vuông góc với mặt giường ha, đầu dò phải mặt vuông góc với mặt giường và đặt đúng đường trung đòn, các bạn đừng có cắt xéo nha, hoặc là đã cắt liên sườn thay thế cái này thì mặt cắt chúng ta đo sẽ bị sai. Rồi, và trên mặt cắt này chúng ta sẽ thấy được bốn cái hàm phân thùy luôn, cắt từ trước ra sau thì mình thấy nè, 58 là gần đầu dò, 67 là xa đầu dò, tương tự nè, 58 gần, 67 xa ha. Và nhớ cái 6 thì thường quanh cái thận nè, số 5 thì kế cái túi mật đó. Như vậy những cái móc giải phẫu đó mình lưu ý mình phải nhớ ha. Và chúng ta đo cái chiều cao của gan phải thì chúng ta đo chiều từ góc gan nè tới vòng hoành nè, à, chỗ lớn nhất ha. Thì ngày xưa thì có một cái tài liệu là xin lỗi là có thường được hướng dẫn là đo song song với cái trục thận, nhưng mà mình thì mình tìm tài liệu chưa thấy có một cái tài liệu nào để nói là nó đo song song với trục thận hết, thành ra là mình tài lại, nhưng mà có tài liệu thì nói là đo cái chỗ lớn nhất, thành ra mình coi như mình sử dụng cái thường là mình đo cái chỗ từ góc gan tới vùng hành là chỗ lớn nhất ha. Còn song song trục thận thì các bạn cũng có thể đo được ha, nhưng mà tùy ha, sử dụng sao cái nào cũng được hết. Thì thường mình đo hai cái này nó cũng trên là không nhiều lắm. Rồi tiếp theo là cái mặt cắt ngang. Mặt cắt ngang từ trên đi xuống đây, và cắt ngang từ trên đi xuống thì mình có mặt cắt rất là cao đây, thì rất là cao ha. Mình thấy nếu mình thấy trái tim mà thấy cái gan này mà thấy trái tim thì chứng tỏ mặt cắt mình rất cao, thì đây chính là đi qua phân thùy mấy. Là phân thùy 2 ha các bạn ha. Rồi và tương tự nếu mà đi xuống dưới đây cũng là ngang, nhưng mà xuống dưới thấp hơn, thấy cái tụy đây chính là mặt cắt thấp, thì đi qua phân thùy 3, cái này phân thùy 3 này. Đây là tụy nè ha, mặt cắt số 4 ha. Rồi. Và một cái mặt cắt cũng rất quan trọng đối với cái gan đó là mặt cắt liên sườn. Thì chúng ta biết là nguyên cái gan phải là nằm ở phía liên sườn, thành ra là mặt cắt liên sườn là lại nằm rất là sát với cái gan, thành ra là mặt cắt liên sườn là một cái mặt cắt khảo sát gan khá hiệu quả. Tuy nhiên là nó cũng có bị hạn chế, là đặc biệt là các phân thùy 7 và 8 là hai cái phân thùy nằm sát cái vị trí của cái màng phổi, thành ra nó hay bị hơi của màng phổi che ha. Đây. Mà chúng ta nhìn trên cái hình này thì mình thấy nè, 5, 6, 7, 8 thì mình có 7, 8 nằm rất là sát cái đây ha. Ở đây mình vẽ cái màng phổi này nó hơi thấp đó, chứ nếu thực ra thì
cái phần hơi, xin lỗi, cái này là hơi, cái này là màng phổi tạng. Nó xin lỗi, này màng phổi thành nó có thể xuống thấp vậy, nhưng mà cái màng phổi tạng thì nó xuống cũng vừa thôi chứ không đến nỗi là quá thấp dưới đây đâu. Nó không có tính nội sát ở dưới cái phần phần xương sườn như vậy. Thì chúng ta biết là màng phổi tạng chính là có cái chứa cái hơi trong phổi, thì nên nó sẽ nguyên tắc là nó sẽ che được cái phần nhu mô của gan ha. Nhiều mình thấy là cái thường là cái nhu mô phổi nó sẽ che một cái phần của phân thùy 78. Như vậy thì trên bằng cắt liên sườn là bằng cắt quan trọng, bởi vì nó khảo sát được gần hết cái phần của nhu mô gan, phần bên bên gan phải nè. Và một cái điểm nữa là chúng ta nhớ là phân thùy 78 thì hay bị che bởi cái hơi của đáy phổi. Chúng ta xem hai cái hình này, đây là mặt cắt liên sườn thì bạn sẽ thấy đây là cái hơi của đáy phổi nè, nó thường nó sẽ che, đây là phần gan nè, thì phần một phần nhu mô gan sẽ bị hơi đáy phổi che ha, và cái này thường là nằm ở phân thùy 7 và 8 nó sẽ bị che kiểu này ha, 7 8 nó sẽ bị che này bởi vì nằm cao. Và cũng nên lưu ý với các bạn là chúng ta cắt mặt cắt liên sườn thì không nên cắt kiểu này. Chúng ta thấy đây là xương sườn, thì khi cắt liên sườn thì không nên thấy cái xương sườn vô như vậy ha, mà chúng ta phải tách bọc lộn, sao tách cái phần xương sườn ra. Nó thì mặc dù là trong cái khảo sát đó, thì đôi khi có một số trường hợp cái khảo sát mà mình vẫn có thể dùng mà cắt để qua cái hai cái phần xương sườn như vậy, nhưng phần lớn mà cắt liên sườn trong khảo sát gan thì mình nên cắt để tách cái phần này ra, bởi vì đánh giá gan thì nếu có xương sườn như vậy thì mình sẽ không đánh giá được cái gan tốt ha. Thành ra đó là về mặt điểm kỹ thuật thì chúng ta nhớ là mặt cắt liên sườn thì nhớ không bao giờ thấy được cái xương sườn trong đây ha. Phần lớn mà cắt liên sườn thì không thấy ha. Và đây là cái nhu mô gan bị che bởi cái phần hơi của đáy phổi, thì cũng theo nhớ như vậy. Thì trong cái phân thùy số 7 và số 8 đó, và đặc biệt là phân thùy 7, thì chúng ta sẽ sử dụng một cắt dưới sườn để chúng ta đánh giá lại ha. bởi vì là 7 8 thì nó sẽ trên một cắt liên sườn thì chúng ta sẽ quan sát bị hạn chế ha, không đầy đủ. Chúng ta nhìn lại một số mặt cắt ha, đây là số 1 nè, số 2 ha, mặt cắt ngang ha, rồi đây là mặt cắt dọc, đây là phân thùy máy. Thì bên đây mặt cắt dọc giữa trái, đây là mặt trong bụng nè, thì đây chính là phân thùy số 2 ở phía trên nè, và 3 là đằng dưới. Cái này phân thùy máy, đây là mặt cắt dọc giữa bên phải các bạn ha, bạn thấy cái này là dây thần kinh mạch nè, thì đây là phân thùy số 1, đây là phân thùy máy. Đây là mặt cắt dọc trung đòn bên phải ha, kế túi mật, đây là phân thùy 5. Đây là phân thùy 6, kế thận ha. Đây là phân thùy máy. Đây là mặt cắt ngang ha. Kế tim như vậy là nằm phía cao, vậy đây chính là phân thùy số 2. Đây là phân thùy máy. Đây là mặt cắt ngang ha, mà thấp ha, thấy cái tụy nè, tại đây là phân thùy 3 ha. Rồi chúng ta tiếp theo tới các trình tự khảo sát. Thì quy trình khảo sát của gan thì thứ nhất là đo kích thước gan, thứ hai là đánh giá đường bờ, và sau đó mình đo góc gan và đánh giá chủ mô gan. Thì mình ghi rất là ngắn gọn như vậy, nhưng mà sẽ có rất là nhiều thông tin trong cái này. Đo kích thước gan thì mình lưu ý là đo chiều cao của gan phải và gan trái ha. Đánh giá đường bờ thì xin lỗi, đánh thước gan thì ngoài gan phải gan trái thì mình sẽ đo kích thước thì đuôi trong trường hợp sơ gan ha. Đánh giá đường bờ thì mình sẽ đánh giá dựa bằng đầu dò linear ha, đo góc gan, đánh giá chủ mô gan thì mình phải khảo sát hết tất cả các chủ mô gan, các phân thùy gan. Rồi tiếp theo là các thông số bình thường, chiều cao gan phải là dưới 15 cm, chiều cao gan trái dưới 10 cm, góc bờ dưới gan phải thì 75 độ, và góc nhỏ hơn 75 độ, và góc bờ dưới gan trái thì nhỏ hơn 45 độ. Trong đó có cái kích thước của cái thùy đuôi thì mình có hai cái tỷ số ha. Đây là một cái minh họa cho bạn xem cái tỷ số của thùy đuôi và thùy phải của gan. Đây là một cái thông số, một cái tỷ số rất là hay sử dụng trong đánh giá sơ gan ha. Thì đây là cái tỷ số thùy đuôi trên thùy phải của gan. Thì người ta sẽ mặt cắt như thế nào thì mình sẽ cắt dùng mặt cầu hoặc cắt ngang ha, nhắc lại là mặt cắt ngang, và lấy cái cắt ngang qua cái thân tới mạch cửa. Như vậy chúng ta lấy tới mạch cửa ha, ngay chỗ cái chỗ mà vừa mà chưa chưa tới chỗ phân đôi, mà vừa sát chỗ phân đôi đó là lấy thân tới mạch cửa là móc ha.
và sau đó mình sẽ lấy bờ ngoài, bờ phải của tinh mạch cửa nè, đo đo theo cái này và bờ bờ xa nhất của cái tinh mạch của cái tùy đuôi nè. Và tương tự mình sẽ đo, lấy chúng ta lấy này HC chia cho RL, thì cái tỷ số này á, tỷ số này nó nếu mà nó lớn hơn 0.65 thì 96% là có thể khả năng là sơ gan, và trên 0.73 thì 99% là sơ gan. Thì đó là một cách. Chúng ta còn một cách thứ hai là người ta gọi chỉ số của thùy đuôi trên cái thùy phải gan nhưng mà hiệu chỉnh ha. Cái này thì hiệu chỉnh, thì cái hiệu chỉnh là sao, là mình không cái phần bình thường của mình là lấy cái chân cái thân tĩnh mạch cửa, nhưng mà cái mặt cắt ngang của trên hiệu chỉnh là mình lấy cái chỗ chia đôi tĩnh mạch cửa mà hai cái nhánh, cái nhánh chia đôi chỗ nhánh phải đó là hai phần nhánh trước và phần nhánh sau đó, thì mình lấy cái chân chỗ chia đôi đó. Và mình đo, cách đo thì cũng tương tự nhưng mà chỉ khác cái móc là cái móc chỗ chia đôi thôi, nhân chỗ chia đôi thì mình lấy cái móc đó thôi. Cách đo thì vẫn tương tự thôi, từ chỗ chia đôi mà đi qua bên bờ phải của gan và trừ chỗ chia đôi ngay chân của bộ sổ xa nhất của cái thùy đuôi ha. Thì cái tỷ số này gọi là tỷ số hiệu chỉnh ha, hiệu chỉnh thì trên 0.9 thì gợi ý sơ gan đó. Thì vậy chúng ta có hai cách đo ha. Vậy chúng ta lưu ý là chúng ta dùng cái người ta dùng cái mà cắt ngang để đo cái chỉ số này ha, và cắt ngang chỉ số này, cắt ngang để đo chỉ số này. Phần mô tả siêu âm thì mình sẽ có là gan không to, bờ gan đều, gốc gan nhỏ như mô nhất, thì cái câu này là câu khẩu quyết rồi, các bạn có thể xem ha. Một số lưu ý trong khảo sát gan, cũng như là các bạn sau khi chúng ta học rồi chúng ta lưu ý một số vấn đề này. Thứ nhất là kích thước thì nên đo đúng vị trí ha. Thì đo đúng vị trí thì chúng ta nhớ là đặc biệt là cái mặt cắt dọc trung đòn phải, chúng ta nhớ là phải mặt cắt phải vuông góc với giường bệnh, với giường bệnh nhân, và chúng ta không dùng mặt cắt liên sườn để đo cái mặt cắt, để đo kích thước gan ha. Đường bờ thì chúng ta dùng lầu dò nè, lầu dò linear ha, dò cô kết phù hợp để đánh giá, cô kết phải nằm rất là sát với cái bờ gan. Và lưu ý là kích thước thùy đuôi trong sơ gan ha. Chúng ta có cách đo, chúng ta nhớ có hai cách đo, cách đo nào cũng được, nhưng mà tuy nhiên là thường một cái nghiên cứu của cái đo hiệu chỉnh đó, nó chính xác hơn so với là đo theo cái kiểu cũ ha. Và lưu ý là dùng động tác quét để khảo sát hết chủ mô gan. Thì khi chúng ta làm siêu âm gan thì chúng ta nhớ dùng động tác quét để khảo sát hết, và đặc biệt lưu ý cái chỗ phân thùy 2 và 3 do nó nhỏ, nó nằm sát ở phía bên phải bên trái, đôi khi chúng ta có thể là quét mà không cẩn thận chúng ta có thể sót. Phân thùy 7-8 thì nãy mình nói rồi, do bị hơi đáy phổi che thì cũng có thể sót, thì chúng ta có thể bổ sung bằng cái mặt cắt dưới sườn để đánh giá phân thùy 7-8 ha. Thì 7-8 thì bổ sung bằng mặt cắt dưới sườn rồi. Bờ dưới gan, bờ dưới của gan thì ở cái phân thùy 3 nè, 4 nè, 5 và 6, nghĩa là các cái vị trí đường bờ dưới gan đó thì cũng dễ bỏ sót. Thì do là chúng ta nhiều khi chúng ta quét không hết, nghĩa là khi chúng ta làm khảo sát thì chúng ta chỉ quét ở mặt dưới giữa của gan thôi, còn cái vị trí sát góc ở dưới gan thì nhiều khi mình cắt không hết. Thành ra cái này thì đầu tiên là động tác quét của mình là phải quét cho nó đầy đủ, khảo sát có nhìn cho thấy hết như mô gan thì mình mới dừng lại. Là thứ nhất. Cái thứ hai là mình có thể sử dụng mặt cắt dọc từ chính giữa thượng vị, chúng ta dọc ngang qua tới bờ phải gan luôn để chúng ta coi cái bờ dưới ha. Thì cái này chúng ta phải nhớ là khảo sát cho kỹ để chúng ta tránh bỏ sót. Đây, phân thùy 7-8 thì kết hợp mặt cắt dưới sườn, đặc biệt là phải thấy cơ hoành để coi phân thùy 7 đó, là mặt cắt liên sườn để đánh giá ha. Một cái định vị tổn thương trên nhu mô gan đó, ví dụ phân thùy mấy đó, thì mình nên xác nhận bằng nhiều mặt cắt và các móc giải phẫu khác nhau. Ví dụ mình nhìn thấy mặt cắt này, mình nghi ngờ là mặt cắt là phân thùy số 3 thì mình cắt dọc lại, ví dụ như mình thấy cắt thấp mà đúng chưa, gặp lại phải đúng cái chỗ đó không. Rồi ví dụ phân thùy 3 thì nó có cách với 4 bằng cái dây chằng tĩnh mạch, dây chằng tròn hay không đó. Như vậy thì chúng ta sử dụng nhiều cái mặt cắt khác nhau để đánh giá. Còn trong một số trường hợp mà nó nằm ở lem lem thì mình có thể mà đọc cả hai đó, ví dụ là phân thùy 2-3 hoặc là tổn thương thùy 3-4, ví dụ vậy. Thì mình có thể là lúc đó mình đọc, nhưng mình tất nhiên mình hạn chế những cái đọc đó, hạn chế những cái đọc mà vẫn nằm lưng lửng vậy ha. Thì nhớ là bị tổn thương còn nhiều mặt cắt và dựa vào các móc giải phẫu ha. Phần nội dung video đến đây là hết, các bạn có thể đăng ký và để lại bình luận bên dưới. Xin chào tất cả các bạn.